Đức Phật dạy về bảy giác chi. Đức Phật dạy là lại nữa: này các tỳ kheo, tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp đối này tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với bảy giác chi. Này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với bảy giác chi? Ở đây tỳ kheo có niệm giác chi, tuệ chi tôi có niệm giác chi. Nội tâm không có niệm giác chi, tuệ chi nội tâm không có niệm giác chi. Và với niệm giác chi chưa sanh, nay sanh khởi, vị ấy tuệ chi như vậy. Với niệm giác chi đã sanh, nay được tu tập viên thành, vị ấy tuệ chi như vậy. Nội tâm có trạch pháp giác chi như trên, nội tâm có tinh tấn giác chi, có hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi cũng như trên. Nội tâm tôi có xả giác chi, nội tâm tôi không có xả giác chi. Nội tâm và với xả giác chi chưa sanh, nay sanh khởi, vì ấy tuệ chi như vậy. Với xả giác chi đã sanh khởi, nay được tu tập viên thành, vì ấy tuệ chi như vậy. Như vậy, vì ấy sống quán pháp trên nội pháp, sống quán pháp trên các ngoại pháp, sống quán pháp trên các nội và ngoại pháp, sống quán tánh sanh khởi trên các pháp, sống quán tánh diệt tận trên các pháp, quán tánh sanh diệt trên các pháp. Với pháp ở đây vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm mà vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước vật gì ở trên đời. Này các tỳ kheo, như vậy là vị ấy quán pháp trên các pháp đối với bảy giác chi. Thì đối với này, những cái pháp khác thì Đức Phật dạy đó là vị ấy đoạn trừ được năm triền cái này, đoạn trừ được năm uẩn này, đoạn trừ được cái kiết sử. Mà đối với bảy giác chi thì vị ấy tu tập cho nó viên thành bảy giác chi. Bảy giác chi là bảy cái con đường đi đến giác ngộ hoàn toàn đấy. Cái đó là niệm giác chi, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, niệm, định, xả. Bảy cái giác chi, ta gọi là giác chi chi, có nghĩa là nó có từng bảy cái chi riêng biệt. Và hay còn gọi là giác ở đây là nó đi đến sự giác ngộ. Tức là một cái người nào làm viên mãn, viên thành được bảy cái chi này thì sẽ đi đến sự giác ngộ. Nên là gọi là thất bồ đề phần, hay là bảy cái chi bồ đề. Thì niệm giác chi, niệm là cái tâm nó ghi nhận, nó ghi nhớ. Ví dụ như là khi mà mình niệm hơi thở, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, thì tất cả những cái pháp đấy niệm mình ghi nhớ, tưởng niệm, tưởng nhớ đến một cái pháp gì chân chánh, để làm cho tâm của mình được thanh tịnh, để làm cho trí tuệ mình được phát triển, thì đó được gọi là niệm giác chi. Niệm giác chi chưa sinh nay sinh khởi, và niệm giác chi sinh khởi thì phải làm cho tu tập, làm cho viên thành. Thì khi mà một cái người mà niệm giác chi thì bao giờ nó chỉ sinh khởi với những cái tâm thiện, chứ nó không sinh về những cái tâm bất thiện. Niệm giác chi thì khi mà mình có những cái tâm thiện, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, tâm thiện siêu thế, thì nó đều có cái tâm gọi là tâm niệm, tín niệm tàm quý, vô tham, vô sân, hành xả, là những cái tâm tịnh hảo, những cái tâm niệm gọi là chánh niệm, nó chỉ đi với những cái tâm cao thượng đấy thôi. Thì khi mà một cái người tuệ chi ra được cái tâm sở niệm, nó đi cùng với những cái tâm cao thượng đó, thì đấy cũng là một cách tuệ chi. Hay là một cái người mà mình muốn tu tập, đang trong quá trình tu tập mình có chánh niệm, mình biết là có chánh niệm, và mình làm cho nó viên mãn cái chánh niệm đó bằng cái cách là bây giờ mình làm cho nó viên mãn cái tâm về niệm giác chi này. Muốn có niệm giác chi, muốn làm cho nó viên mãn thì cần phải có cái yếu tố hỗ trợ để cho nó phát sinh. Nó chưa phát sinh làm cho nó phát sinh, đã phát sinh thì làm cho nó viên thành. Hỗ trợ bằng cách đó là tỉnh giác chánh niệm. Mỗi người có tỉnh giác chánh niệm thì có niệm giác chi. Ví dụ khi đi vì ấy biết mình đang đi, khi đứng biết mình đang đứng, khi nằm đang nằm, khi ngồi đang ngồi. Đấy là có tỉnh giác chánh niệm trên các cái oai nghi, đi đứng nằm ngồi duỗi co cúi ngước thì mình đều nhận biết như vậy. Thì đấy cũng là một cái cách bắt đầu làm cho cái niệm giác chi được sinh khởi. Hay là một cái người bắt đầu ngồi thiền, hơi thở vào vì ấy biết hơi thở vào, hơi thở ra vì ấy biết hơi thở ra, hơi thở vào dài biết vào dài ra dài, vào ngắn ra ngắn, cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vào tôi sẽ thở ra, an tịnh thân hành tôi sẽ thở vào tôi sẽ thở ra. Vị ấy ghi nhận như vậy, đấy là vị ấy đang phát triển niệm giác chi. Và cứ tu tập như vậy làm cho sung mãn, làm cho thuần thục, thì làm cho cái niệm giác chi đó nó mỗi ngày nó một viên thành lên. Thì đấy là một cái người đó là cái người đang làm cho cái giác chi nó được viên mãn, cái niệm được viên mãn. Niệm đấy cần được tu tập bằng cái sự tỉnh giác. Niệm đấy được tu tập bằng cái sự là mình tránh những cái người mà người ta tán loạn. Ví dụ những cái người nào mà người ta thất niệm, không có chánh niệm ấy, thì sẽ thấy người ta bộc lộ ra bằng những cái hành động, những cái lời nói, ví dụ như thô lỗ, hay nói nhảm nhí, hay nói
thô tục, hay hay có những cái hành động mà không có cái oai nghi, không có chánh niệm, tức là làm theo cảm hứng, hấp tấp, vội vàng, thô thiển, hay sân hận, giận hờn, thì đấy được gọi là những người tán loạn, những người tán tâm loạn ý. Thì người ta tán loạn, trong tâm tán loạn thì nó khiến cho cái thân nó tán loạn, và lời nói người ta tán loạn, nói vu vơ đủ mọi thứ trên đời, không có trước không có sau, thì đấy là những cái người tán loạn. Thì cái người muốn viên mãn được niệm giác chi, thứ nhất là mình tránh xa những người tán loạn, thân cận những cái người mà có cái chánh niệm, tức là những cái người chánh niệm thì rất là an tịnh, ví dụ như là cái người đấy thích sống độc cư, yên tĩnh, im lặng, luôn luôn giữ chánh niệm, không nói chuyện. Đấy là cái người có chánh niệm. Người có chánh niệm là cái người đấy luôn luôn có cái sự im lặng, trầm mặc, và giữ tâm trên cái pháp thiền của mình. Thì đấy là cái người có chánh niệm. Thân cận những người có chánh niệm thì mình sẽ không bị tán nữa, không bị mất chánh niệm. Mình thân cận với những người mà không có chánh niệm, mình cũng sẽ bị mất cái chánh niệm, và mình có cái khuynh hướng tâm về chánh niệm, tức là khuynh hướng tâm tha thiết thực hành một cái pháp thiền chỉ hay thiền quán gì đấy cũng là chánh niệm. Nên một người thực hành một cái pháp thiền định cũng cần có chánh niệm, một pháp thiền tuệ cũng cần có chánh niệm, một người tu tập bất cứ pháp môn gì cũng cần có chánh niệm. Niệm nó sinh khởi là do cái tưởng, mình phải tưởng nhớ đến cái pháp đó. Niệm nó lại là nhân sinh ra định, từ cái chánh niệm được sung mãn thì nó sẽ là định, định nó sẽ làm nhân sinh ra tuệ. Có được cái định sung mãn thì sẽ phát triển được trí tuệ, tuệ thì nó sẽ làm cho nhân, để cho mình có cái chánh trí đi đến chánh giải thoát. Nên là cái niệm là cái bước đầu tiên cần phải tu tập. Cho nên là trong cái sự tu tập luôn luôn là được đề cao là giữ chánh niệm, hãy giữ gìn chánh niệm. Nên là với một cái người đã tu tập, đang tu tập thì cái sự giữ gìn chánh niệm luôn luôn cần thiết. Nên là để phát triển chánh niệm. Thứ hai, chi pháp thứ hai là trạch pháp giác chi. Nội tâm có trạch pháp giác chi, vị ấy tuệ chi tâm có trạch pháp giác chi. Trạch pháp là cái tâm phân tích, nó cũng là tuệ, tức là nó phân tích ra được cái đúng cái sai, cái tránh cái tà, cái phải cái trái. Ví dụ như là phân tích ra được thế nào là thiện, thế nào là bất thiện, thế nào là tội, thế nào là vô tội, những cái việc gì nên làm, những cái việc gì không nên làm, những cái gì là cao thượng, cái gì là hạ nhiệt, những cái gì là ô nhiễm, những cái gì là thanh tịnh. Thì tức là một cái người có trạch pháp là một cái người biết suy tư, biết phân tích, biết nhận định, biết nhận thức, giống như là một người có chánh tri kiến, biết đâu là đúng sai, phải trái, chánh tà. Thì đấy được gọi là trạch pháp. Thì ở trạch pháp chưa sinh nay sinh khởi, trạch pháp đã sinh khởi cần làm cho nó viên thành. Thế thì trạch pháp này nó chỉ đi theo với những cái tâm thiện, bảy cái giác chi bồ đề toàn đi theo với những cái tâm thiện mà. Thế có những cái tâm thiện không có trạch pháp, nhưng có tâm thiện nó có trạch pháp. Vậy cái tâm thiện nào nó có trạch pháp nó mới là thủ thắng, mới là cao thượng. Những cái tâm thiện ở dục giới này, đôi khi có người lễ Phật nhưng không hiểu Phật là gì cả, thì cái đấy không có trạch pháp, tức là không có tuệ. Có thiện nhưng không có trí, có cái tâm thiện nhưng không có trí tuệ, thiện tâm ni trí. Và có khi vị ấy lễ Phật, vị ấy biết thế nào là Phật, thì đó là thiện tâm hợp trí tuệ, vì nó cúng dường Phật, vì nó hiểu về Phật, vì nó nghe pháp, vì nó hiểu pháp, vì nó gặp một vị chư tăng, vì nó hiểu về những cái đức tính của một vị tăng, thì cái vị đó gọi là có tuệ, là thiện tâm hợp trí tuệ. Thế thì trạch pháp thì là những cái tâm sở tuệ quyền. Nếu mà một người phân tích thì sẽ thấy nó đi với những cái tâm thiện dục giới, những tâm thiện sắc giới, vô sắc giới, những tâm thiện siêu thế, thì nó đều có cái tuệ quyền này. Thì muốn làm cho nó viên mãn được cái trí tuệ này, được cái trạch pháp này, thì nó sẽ có bảy cái pháp để bồi bổ, để vun bồi, làm cho cái trí tuệ này nó chưa sinh, nó sinh khởi, và làm cho cái trí tuệ này nó đã sinh rồi, nó được viên thành. Thì thứ nhất là cái vị đó cần phải hỏi đáp về về vật Phật pháp. Tức là một cái người nào muốn có trí tuệ không biết thì phải hỏi, và muốn giỏi thì phải học. Nên tức là mình phải học, và cái gì không hiểu thì mình phải hỏi, và rất là phải học hỏi về những cái pháp chân đế, uẩn xứ giới, tâm tâm sở sắc pháp và niết bàn, thì nó sẽ tăng trưởng trí tuệ nhanh chóng nhất. Là một cái người đấy mà muốn phát triển trí tuệ thì sẽ cần phải học hỏi trau dồi kiến thức văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ đều phải tu tập.
làm sạch nội ngoại xứ, quân bình các căn, nó cũng là làm cho trí tuệ phát triển. Tức là vị đấy muốn cho cái trí tuệ của mình nó sinh khởi thì mình cũng cần phải tức là vệ sinh sạch sẽ thân thể, cắt bỏ râu tóc móng tay, quần áo giặt sạch sẽ, chỗ ở về cũng phải thoáng mát. Nhưng một cái người mà sống nó quá nhơ nhuốc, quá ô uế, quá bẩn thỉu, nó cũng làm cho cái tâm bị ô nhiễm theo. Thế là một cái pháp nữa nó làm cho trí tuệ sáng khởi lên, là cái người đấy phải sạch sẽ. Ví dụ như là mình đi đến một cái nơi nào mình mà mình thấy nó hôi hắm bẩn thỉu thì mình sẽ biết là ở đây những người sống ở đây là những người không có trí tuệ, thì người ta mới sống ở một cái môi trường quá là ô nhiễm, quá là bẩn thỉu. Còn những cái người mà có trí tuệ thì người ta sẽ rất là sạch sẽ. Và cái sự sạch sẽ đấy nó cũng sẽ làm cho cái tâm trí của cái người đó phát triển. Đấy là làm sạch nội ngoại xứ. Hai là quân bình các căn, tín tấn niệm định tuệ. Nó được quân bình, đức tin thì nó phải được quân bình với trí tuệ, tinh tấn nó được quân bình với định, niệm thì luôn luôn cần thiết. Đấy là năm căn quyền được quân bình. Tránh những người ngu, thân cận những người trí, và ôn tập lại những cái kiến thức đã học. Nhưng một cái người muốn phát triển trí tuệ thì cái người đấy cũng cần phải thân cận những người có trí để học hỏi, và tránh xa những cái người liệt tuệ, những cái người ni trí, thân cận những người có trí, và ôn lại những cái kiến thức sâu xa. Một cái người mà học xong mà không ôn lại thì nó cũng hay quên, nó cũng mất cái tuệ phân tích. Cái người ôn cố tri tân, người mà càng học những cái kiến thức mới nhưng không bao giờ bỏ quên những kiến thức cũ, luôn luôn ôn lại những cái bài, thì nó sẽ trí kiến càng ngày nó càng mở mang ra. Và cái người đấy có cái khuynh hướng về phát triển trí tuệ. Một cái người mà có cái khuynh hướng về trí tuệ, tức là lấy cái trí tuệ làm sự nghiệp, đề cao cái sự phát triển trí tuệ, không coi trọng về vật chất, không coi trọng về cái hình thức bên ngoài, không coi trọng về cái thể xác đẹp hay xấu, vật chất là nhiều hay ít, mà quan trọng là trí tuệ của mình phát triển. Mình có thể dùng cái sức lực, dùng cái thời gian, dùng tất cả những cái vật chất của mình để đầu tư để phát triển trí tuệ, thì cái người đấy sẽ có được cái trí tuệ cao. Và những người nào mà sống quá chú trọng về những cái mặt vật chất thì cái trí tuệ của người đó sẽ kém, sẽ không có phát triển được. Thì cái trí tuệ cần phải được tu tập làm cho nó viên thành. Thì những cái trí tuệ, những cái văn tuệ, tư tuệ, hay là những cái trí tuệ nó thuộc về những cái pháp tục đế thì nó dễ. Nhưng mà để mà phát triển được cái trí tuệ về cái pháp chân đế thì phải tu tập thực hành thiền quán. Là vì đấy cần phải phân tích ra được danh sắc thì mới gọi là trí tuệ thật sự. Cái lúc đấy mới gọi là chánh tri kiến hay là cái chánh trí. Phải phân biệt được duyên khởi, phải thấy được cái sự vô thường của vô ngã đấy, thì đó mới là những cái pháp phát triển về trí tuệ đưa đến chánh trí chứng ngộ niết bàn. Thì cái trí tuệ cao nhất là khi vị đó giác ngộ ra được các sự thật. Đấy là phát triển trí tuệ làm cho nó viên mãn. Cái giác chi thứ ba là tinh tấn giác chi. Tinh tấn thì nó sẽ có khi mà mình tinh tấn làm những cái thiện pháp thì đó được gọi là đi với chánh tinh tấn ấy. Thì tinh tấn chưa sinh thì đã sinh khởi, tinh tấn đã sinh thì phát triển làm cho nó viên mãn lên. Thì cái người mà muốn mình là muốn viên mãn, muốn làm cho cái tinh tấn nó được viên mãn lên ấy, thì cái người đấy cần phải biết cái cách hỗ trợ để cho tinh tấn nó phát sơ khởi. Nó chưa sinh làm cho nó sinh khởi, nó sinh khởi rồi thì làm cho nó viên mãn. Có 11 cái pháp mà phát triển tinh tấn này. Thứ nhất đó là một cái người thường xuyên suy xét về các cái đoạn xứ. Mình cảm thấy ghê sợ đối với những cái đoạn xứ, như là mình thấy những cái nỗi khổ ở trong cảnh giới của súc sinh, của ngã quỷ, của địa ngục, và mình cảm thấy ghê gớm, và mình cảm thấy cái con đường tu tập này để thoát những cái nỗi khổ đấy. Thì đấy là một cái động lực để cho cái người đấy khởi lên tinh tấn. Thì cái người nữa đó là mình suy xét đến lợi ích của cái việc tinh tấn. Nghĩ rằng cái sự cố gắng liên tục lâu dài này nó sẽ đem lại những cái lợi ích lớn, những cái thành công lớn. Mình biết là tất cả những người thành công về mặt đời hay mặt đạo cũng là do cái mồ hôi công sức, cũng là do cái sự đầu tư, cái công sức trí lực của người ta mà thành tựu được. Nên là vì suy nghĩ đến lợi ích
của những cái sự thành công mà mình tinh tấn, hay là một cái người suy xét đến cái đạo nộ, tức là cái con đường cần phải đi qua. Ví dụ như Đức Phật từng phải tu 4 A Tăng thì kiếp 100.000 đại kiếp, hay là các bậc thượng thủ thanh văn cũng phải tu cả hàng một A Tăng thì kiếp 100.000 đại kiếp, các bậc thượng thủ thanh văn cũng phải bồi bổ các ba la mật hàng 100.000 đại kiếp. Thì cái con đường mình tu tập để thoát ra khỏi cái khổ đau sinh tử này cũng phải tu tập nhiều đời nhiều kiếp mà không có giải đãi thì mới thành tựu. Thì nhờ suy tư về những cái đạo nộ tu tập như thế mà phát khởi nên sự tinh tấn. Hay là với một cái người mà đang trong cái quá trình tu tập, mình thọ nhận những cái sự cúng dường của các thí chủ, thì cái người đấy sẽ suy xét đến những cái công lao của những cái người thí chủ. Người ta không phải là người thân của mình, người ta không phải là cha mẹ mình, nhưng mà người ta đã bỏ cái thời gian công sức ra để mà hộ trì cho mình, để cúng dường cho mình, hay là để tạo ra những cái vật thực, những cái y áo, những cái thực phẩm để cho mình tu tập vì cái sự tôn trọng những cái người hộ độ, những người hộ trì như vậy. Nên là mình muốn đem lại cái phước lớn cho những cái người mà đã cúng dường, đã hộ trì cho mình, nên mình cần phải nỗ lực tinh tấn, thì nó sẽ làm cho có cái động lực để tinh tấn. Hay là một cái người suy nghĩ đến sự vĩ đại của Đức Phật, đến cái sự vĩ đại của giáo pháp, đến cái trí tuệ giác ngộ toàn hảo của Đức Phật, đến sự cao thượng của giáo pháp, đến cái sự vĩ đại của của chư tăng, của các bậc thánh tăng. Hay là suy nghĩ đến cái bổn phận của mình phải có cái trách nhiệm truyền trì lại giáo pháp, không để cho nó mất đi. Hay là một cái người suy nghĩ đến cái dòng dõi, Đức Phật là dòng dõi cao quý, các đệ tử của Đức Phật dòng dõi cao quý, mình đã từ bỏ cái đời sống thế gian, từ bỏ cái dòng tộc thế gian đi theo cái dòng dõi của Phật, thì mình cũng trong cái dòng dõi cao quý đấy, mình phải có cái bổn phận trách nhiệm để phát triển cái giáo pháp, cái con đường, cái đạo nộ này. Thì cũng đó cũng là một cái động lực để người đó phát khởi nên cái trí tinh tấn. Nên và cái người đó tránh xa những người lười biếng, gần những người siêng năng, và có cái khuynh hướng, có cái chí hướng hướng về cái sự tinh tấn, thì cái người đấy sẽ làm viên mãn được cái sự tinh tấn. Thì tinh tấn ở đây nó có cái ý nghĩa, nó làm nó một là khơi dậy cái động lực khiến cho người khác tinh khơi dậy cái động lực tinh tấn ở trong tâm. Hai nữa là một cái sự cố gắng không mệt mỏi. Và cái tinh tấn thứ ba nữa là cố gắng liên tục, tức là mình cố gắng không phải là chỉ cố gắng trong một ngày, một tháng, một năm, mà có thể cố gắng trong suốt cả cuộc đời, cố gắng trong nhiều đời nhiều kiếp, không bao giờ từ bỏ cái tinh tấn đấy. Thì cái tinh tấn nó không phải là nhất thời, mà cái sự tinh tấn nó là dài lâu. Thì một cái người mà tu tập càng cao thì cái sự tinh tấn nó sẽ thể nhập. Tức là một cái người tu tập tốt rồi thì nhiên nó sẽ thể nhập với tinh tấn. Ví dụ như người mới hành thiền, một ngày mình ngồi được 2-3 thời mình đã cảm thấy như thế là mệt mỏi lắm rồi. Nhưng mà với một cái người tu tập mà đã lâu dài rồi, người ta đạt được định rồi, thì người ta sẽ ngồi thiền suốt ngày, suốt đêm mà người ta không chán. Người ta có thể buông bỏ những cái thú vui, những cái sự ăn uống người ta có thể từ bỏ được, ngủ nghỉ có thể từ bỏ được, để dành những cái thời gian đó để hành thiền. Đấy là cái sự tinh tấn, là càng ngày càng tu tập cao thì cái nó càng thể nhập với sự tinh tấn, có thể làm cho cái sự tinh tấn đó được viên mãn. Cái sự tinh tấn chưa sinh nay sinh khởi, tinh tấn đã sinh khởi thì cần được tu tập làm cho nó viên mãn. Tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, với hỷ chưa sanh thì nay sanh khởi, với hỷ đã sanh thì cũng được cần được tu tập làm cho nó viên mãn. Cái hỷ giác chi là khi một cái người mà tu tập nó sẽ phát sinh ra những cái hỷ, thì giống như là nhất là với một cái người thực hành thiền, nó sẽ phát sinh ra những cái hỷ nạc khi nha. Hỷ thì nó có 5 loại hỷ ấy, tức là sát na hỷ, tiểu hỷ, hỷ mà sởn gai ốc lên, hay là hỷ như mưa rào, hỷ sung mãn, tức là một cái người mà càng ngồi mình chú tâm trên hơi thở thì nó sẽ có những cái trạng thái hỷ. Cho nên là khi mới bắt đầu ngồi mình cảm thấy nó rất là mệt mỏi, khó chịu, nhưng ngồi lâu lâu hơn thì mình sẽ thấy người nó nhẹ dần lên. Đấy là do cái sự hỗ trợ của hỷ, nó làm cho khinh an nó tăng lên. Khinh an nó tăng thì nó cái an lạc nó tăng, an lạc nó tăng thì cái định nó sẽ phát triển. Và mình càng ngồi lâu mình sẽ càng thấy cái người mình càng lúc nó càng nhẹ bẫng hơn. Thậm chí khi xả thiền ra rồi mình vẫn còn có cái cảm giác hỷ lạc khinh an đấy, nó vẫn sung mãn, nó trào dâng ở trong thân tâm mình. Và nhất là một cái người mà khi mà vào được cái sơ thiền chẳng hạn, thì đó là toàn thân thấm nhuần sự hỷ lạc do ni dục sinh với tầm với tứ đấy.
thì các cái tầng thiền cao hơn thì sự hỷ lạc nó cũng sung mãn như vậy, cao hơn nữa. Thì đấy là cái sự hỷ đấy, nó chưa sinh thì nay làm cho nó sinh khởi, sinh rồi thì làm cho nó được viên thành. Thì cái hỷ thì nó cũng là một cái tâm sở, nó cũng sinh cùng với lại các cái tâm thiện và tâm bất thiện. Nhưng mà trong cái sự tu tập này thì nó hỷ nó sinh với những cái tâm thiện. Thì trong cái lúc mình ngồi thiền mình đừng để ý đến nó gì cả, nhưng mà khi mà thực hành thiền tuệ thì sẽ phân tích ra được cái trạng thái của cái tâm hỷ đấy. Thì nó cũng là nó, mà cái tâm lạc cũng là nó, nó là cái thọ, nó là một cái trạng thái của một cái cảm thọ. Thế thì với cái người mà đang trong cái quá trình tu tập, mình muốn làm cho cái tâm hỷ này nó phát sinh. Ví dụ có những người tu tập nhưng mà tu tập mà mình cảm thấy nó không được thoải mái, do mình không có hoan hỷ trong cái pháp hành, thì mình cần phải phát khởi lên làm cho cái hoan hỷ nó khởi sinh. Đó là một cái người đấy thường xuyên niệm Phật, mình sẽ thấy tâm hỷ nó sinh lên rất là rõ ràng. Tưởng nhớ đến, nhắm mắt vào, hình dung hình ảnh Đức Phật, tưởng nhớ đến Đức Thế Tôn là bậc ứng cúng, A-ra-hăng, A-ra-hăng. Thì lúc đấy mình chú tâm trên đấy, cái tâm hoan hỷ nó khởi lên. Niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên, niệm về tịch diệt Niết Bàn. Thì đó là những pháp làm cho hỷ được sinh khởi. Thì cái người mà muốn làm cho hỷ nó sinh khởi nữa thì tránh xa những cái người mà người ta hay có tâm sân. Mình mà thân cận với những người người ta hay sân hận là mình sẽ mất cái tâm hỷ. Phải tránh xa những người sân hận mà gần những cái người hoan hỷ, gần những cái người an tịnh. Và một cái pháp nữa để cho nó tăng trưởng lên tâm hỷ, đó là mình nghe pháp nó sinh ra tâm hỷ, hoặc là một người suy xét về những cái lợi lạc của giáo pháp, về những cái lời khích lệ tu tập thì cũng phát sinh ra được cái tâm hỷ. Và mình có cái khuynh hướng đó là mình hoan hỷ trong cái pháp hành, hoan hỷ trong cái sự tu tập, để mình sống bằng cái mình sống bằng cái giáo pháp, tức là mình tu tập với cái tâm hoan hỷ, luôn luôn hoan hỷ thực hành pháp, hoan hỷ thọ trì pháp, thì cái tâm hỷ dần dần nó càng ngày nó càng mạnh lên. Thì đó là hỷ, nó cũng là một cái nền tảng để phát triển cái pháp hành mỗi ngày nó một nhanh chóng hơn. Đấy là cái chi về hỷ giác chi. Còn cái chi tiếp theo nó là khinh an. Khinh an tức là một cái trạng thái hay còn gọi là cái tâm an tịnh, tịnh giác chi, hay còn gọi là khinh an giác chi. Thì khinh an ở đây là cái tâm mà nó thanh thản, nhẹ nhàng an lạc. Nên một cái người mà tu tập thì nó sẽ có cái sự an, khinh an ấy, tức là từ hỷ nó sinh ra khinh an. An này nó rất là nhẹ nhàng, thảnh thơi. Vậy thì muốn cho cái tâm khinh an này nó sinh lên, ví dụ có những lúc mình tinh tấn quá, mình căng thẳng quá, mình dao động quá, thì mình cần phải an tịnh nó lại một chút. Mà muốn cho nó an tịnh lại một chút ấy, thì để ý đến các cái hoạt động, như là một cái người đó để ý về thức ăn, tức là mình ăn những cái thức ăn nó phù hợp, nó dễ tiêu hóa thì nó sẽ khinh an. Thức ăn mà nó có đủ dinh dưỡng này và nó phù hợp với mình. Nhưng người thích ăn ngọt mà mình ăn những cái đồ ngọt, thích ăn những cái đồ mặn thì mình ăn những cái thức ăn nó phù hợp. Thứ hai nữa là mình ở trong một cái khí hậu nó phù hợp. Một cái người mà quá lạnh thì hay co ro, quá nóng thì mình sẽ uể oải, mồ hôi nhã nhượn và nó không cảm thấy thoải mái. Vậy thì người đấy phải ở trong một cái khí hậu phù hợp và mà có cái oai nghi phù hợp. Ví dụ như là cái người đấy, khi mình phù hợp với đi thì mình đi, phù hợp với ngồi thì mình ngồi, mình phù hợp với cái oai nghi nào đó thì mình hãy thực hành thiền với cái oai nghi đó. Thì đấy là những cái pháp nó làm cho mình sinh ra cái khinh an. Và cái người đấy thực hành theo trung đạo, tức là thực hành một cách vừa vừa, đừng quá hấp tấp, đừng quá nóng vội, đừng quá căng thẳng. Tránh những người không được yên tĩnh, thân cận những người yên tĩnh, thì cái khinh an đó dần dần nó sẽ được viên thành. Một cái pháp nữa đó là định giác chi. Định ở đây là cái tâm nó nhất tâm, định tĩnh. Định giác chi thì khi mà mình nhất tâm trên một cái gì đó, mình chú tâm, mình gom tâm, mình làm cho cái tâm của mình nó hợp nhất với một cái đối tượng đó. Ví dụ như là người tu tập thiền hơi thở, mình nhất tâm trên hơi thở, định tâm trên hơi thở, chú tâm nặng nẽ ở trên hơi thở đấy được gọi là định. Thì cái tâm định này nó chưa sinh làm cho sinh khởi, và sinh khởi làm cho nó được viên mãn, tức là mình làm cho nó viên mãn các cái pháp về cái thiền định mà mình đang tu tập ấy. Nó cũng cần phải có những cái pháp thiện xảo, những cái cách thức hỗ trợ để cho nó sinh khởi lên. Như là muốn cho định giác chi nó sinh khởi lên thì
Mình cần làm những cái cách như là làm sạch nội ngoại xứ, cắt bỏ râu tóc móng tay, tắm rửa sạch sẽ, vệ sinh thân thể và chỗ ở cho nó sạch sẽ, quân bình các căn, tín tấn niệm định tuệ phải được quân bình, không có mạnh quá, không yếu quá, thiện xảo về phát khởi nên định tướng. Tức là làm sao mà mình phải phát muốn cho nó đắc định được thì mình phải có những cái thiện xảo, làm sao để cho những cái nimitta tướng, tợ tướng, quang tướng đấy nó sinh khởi một cách dễ dàng, không có quá là mệt mỏi, không phí sức. Vậy thì muốn cho nó phát khởi được những cái định tướng đấy, ví dụ như là một cái người đấy phải không ưa thích nói chuyện, không ưa thích ngủ nghỉ, không ưa thích công việc, không ưa thích hội chúng, có hộ trì các căn, có tiết độ trong ăn uống, thì cái người đấy mới làm cho cái tợ tướng, mới làm cho cái định tướng nó phát khởi một cách dễ dàng. Còn những người nào mình mà còn lăng xăng bận rộn, ưa thích nói chuyện ngủ nghỉ, không phòng hộ các căn, không tiết độ trong ăn uống, thì mình sẽ rất khó khăn để phát khởi được cái tợ tướng, được cái định tướng này. Vậy thì phải là một cái người thiện xảo để phát triển định tướng, để phát triển làm cho cái tướng, cái định tướng, cái nimitta đấy của mình càng ngày nó càng mạnh lên, là thiện xảo về tướng. Và trong cái lúc thực hành để phát triển làm cho cái tâm định của mình nó mạnh lên, thì vì đó cần phải biết khích nệ tâm khi cần khích nệ, chế ngự tâm khi cần chế ngự. Có những lúc mình mệt mỏi, mình căng thẳng, mình giải đãi thì mình cần phải khích nệ tâm, tức là mình phải nhắc nhở mình hãy tinh tấn lên, hãy cố gắng lên. Muốn cho nó tinh tấn cố gắng thì mình cần phải tác ý đến những cái các đoạn xứ ấy, đến lợi ích của tinh tấn ấy, đến những cái đạo nộ, đến cái sự tôn trọng của thí chủ. Cái lúc đấy mình khích nệ cái tâm, làm cho nó phấn chấn, làm cho nó hoan hỉ lên, làm cho nó mạnh mẽ lên. Nhưng mà cũng có lúc mình cần phải chế ngự tâm khi cần chế ngự. Nếu như cái tinh tấn đó nó cứ mạnh quá, nó làm cho tâm bị năng xăng, bị dao động, bị tán loạn và nó mất quân bình, thì lúc đấy lại cần phải chế ngự tâm khi cần chế ngự. Thì lúc đấy mình lại cần phải giữ cái sự thoải mái, giữ cái sự khinh an, tức là để cho cái tâm nó nặng nề lại, nó quân bình lại, nó an tịnh lại, nó giữ được cái tâm thản nhiên lại, nó không quá phấn chấn nữa. Thì đấy là phải biết chế ngự tâm khi cần chế ngự. Rồi giữ tâm xả, khi mà mình thấy cái tâm nó ở cái mức độ không quá phấn chấn, không quá giải đãi, thì mình giữ cái tâm thản nhiên ở đấy. Giống như là một cái người mà người ta giống như một cái người thợ rèn, người ta thổi một cái bếp lửa, có những cái lúc thì người ta dùng cái ống, người ta thổi cho ngọn lửa nó mạnh lên. Khi mà ngọn lửa nó yếu thì người ta phải thổi cho nó mạnh lên. Khi mà cái ngọn lửa nó mạnh quá, người ta phải dùng cái nước, người ta rưới bớt vào để cho nó giảm đi, để cho cái ngọn lửa nó không quá mạnh. Còn khi mà cái ngọn lửa nó vừa vừa rồi thì người ta cứ giữ như thế, giữ cái ngọn lửa vừa vừa như vậy. Thì cái sự chú tâm trên một cái pháp thiền cũng thế, cũng có lúc mình cần phải khích lệ nó cho nó mạnh lên, cũng có lúc mình cần phải chế ngự để giảm bớt nó xuống, có lúc mình giữ nguyên cái sự bình thường thăng bằng đó. Đó là những cái cách là giữ tâm xả, khi cần phải giữ cái tâm xả, tránh những cái người mà người ta năng xăng không định tĩnh, thân cận những cái người định tĩnh, suy xét về lợi ích của định và con đường đi đến giải thoát. Tức là có giới sinh định, có định sinh tuệ, có con đường này mình không thể nào bỏ qua được. Mình muốn chấm dứt khổ đau thì mình cần phải thực hành giới định tuệ. Để có thực hành định thì mình mới phát triển được tuệ. Mình phải suy xét như vậy để mình quyết tâm phát triển cái tâm định này. Thì đấy là cái pháp làm cho cái định chưa sinh sinh khởi, làm cho cái định, những cái tâm định nó đã sinh rồi thì làm cho nó được viên mãn, để có thể phát triển vào được sát na định, cận hành định, an chỉ định, rồi sau đó dùng cái định đó mình phát triển trí tuệ. Còn một cái giác chi cuối cùng là xả giác chi. Xả giác chi chưa sanh nay sanh khởi, giác chi đã sanh thì nay cần được tu tập làm cho viên mãn. Thì xả giác chi thì cũng là cái tâm, là cái tâm xả, tức là cái tâm mà nó không quá mạnh, không quá yếu, cái tâm nó thản nhiên, tâm thản nhiên, cái tâm trung bình, tâm hành xả, thì đó là xả. Thì cũng tâm xả này cũng sinh khởi với những cái tâm thiện trong cái quá trình tu tập. Ví dụ như là khi mình ngồi thiền, mình thản nhiên với hơi thở, mình không quá phấn chấn, không quá là ưa thích, thì đó là tâm xả. Muốn cho cái tâm xả này nó phát triển
Thì thứ nhất là mình phải có cái tâm thản nhiên đối với những hữu tình. Thản nhiên đối với, ví dụ như là mình không có quá là tình cảm với đặc biệt đó, với một ai, với người nào, thì đó là cái tâm xả. Tức là mình không yêu, không ghét, thì đó là tâm xả. Thế tâm xả đối với hữu tình. Nhưng mà một cái người mà quá là tình cảm, dễ sinh ra những cái tình cảm mà vui buồn, ví dụ sống với ai một thời gian, sinh ra những cái tình cảm rất là thương nhau, cho nên là xa thì nhớ mà gần thì vui. Rồi là đến khi có cái chuyện gì đó mất lòng nhau một cái là cả hai bên cùng đau khổ, cùng giận hờn, và sống suốt ngày với những cái tâm nó cứ năng xăng, nó cứ dao động như vậy, khi yêu khi ghét thì suốt ngày phải đi giải thích quanh co với nhau, chung chỉ vì cái tình cảm lúc yêu lúc ghét. Thì cái người mà có cái tâm xả ấy, đó là mình phải sống thản nhiên với mỗi người xung quanh, với tất cả mọi người, đừng có quá nặng tình với ai, mà cũng đừng có quá là ghét ai đó, đừng quá lạnh lùng, đừng quá là tình cảm, thì giữ được cái tâm xả đấy thì cái sự tu tập là tốt nhất. Đấy là về tâm xả với hữu tình, với tất cả muôn loài, với tất cả hữu tình cũng vậy, cả người với người hay là tất cả với các loài hữu, loài vật khác, mình cũng đừng quá yêu quá ghét một cái loài nào cả. Đấy là giữ được cái tâm xả. Đây là hai nữa là xả với vật chất, mình đừng có quá yêu và quá ghét cái gì đối với vật chất này. Dù như là có những cái người quá là quý trọng về vật chất, nhà cửa, tiền bạc, quần áo, tài sản, vân vân, thì người đó quá yêu quý với vật chất thì tham đắm vật chất, khi mất thì lo lắng sợ hãi, được thì thích mà mất thì khổ đau, thì cái người đấy sẽ luôn luôn bị dao động bởi những cái sự được mất hơn thua. Vậy cái người mà có cái tâm xả thì xả với con người và xả với cả vật chất, được không thích, mất không có khổ đau, và thản nhiên đối với những cái vật chất đến đi, với những con người đến đi, thì đấy là giữ được cái tâm xả. Và muốn phát triển được cái tâm xả thì tránh những cái người mà người ta hay có cái tâm trạng là hay thay đổi, tức là một người đấy rất là nặng tình cảm, hoặc là một cái người đó lúc yêu lúc ghét, cái tâm lý hay thay đổi, hơi một tí thì thương, hơi một tí thì ghét, hơi tí thì giận, hơi tí thì hờn, thì đấy là tránh những người như thế, và gần những người có tâm xả, tức là gần những cái người người ta không yêu không ghét, thản nhiên vô tư, thì mình sẽ có được cái tâm xả và khuynh hướng với tâm xả, tu tập làm cho cái tâm xả này nó trở nên viên mãn. Thì cái người mà càng tu tập cao thì cái tâm xả này người ta sẽ càng trở nên cao. Ví dụ như là một cái người mà tu tập đến một cái mức mà người ta chỉ thuần còn lại có tâm xả, đó là Đức Phật và các bậc A-la-hán. Đức Phật và các bậc A-la-hán thì chỉ còn thuần có thọ xả, không còn yêu và ghét đối với hữu tình, đối với một ai hết, thản nhiên ai cũng như ai, không còn yêu và ghét đối với vật chất, với những vật hữu tình và vô tình nữa. Vậy thì một cái người đó có cái sự tu tập càng tốt thì cái người đó sẽ có cái tâm xả càng cao. Thì đấy là xả giác chi, là cái chi cao thượng nhất trong các cái chi ấy, thì đấy gọi là bảy giác chi, thì ấy cần phải tu tập làm cho nó viên mãn đối với bảy giác chi này, là cái pháp đi đến giác ngộ giải thoát hoàn toàn. Vì ấy quán những cái tuệ chi, những cái pháp này bên trong bên ngoài, quán tính sinh diệt, rồi quán sự vô thường khổ vô ngã của nó, để đi đến nhàm chán ni tham, đoạn diệt từ bỏ chánh trí, chứng ngộ niết bàn.